chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục lên sóng truyền hình. Các bạn nhìn có rõ không? Các bạn có nhìn có rõ không? Ok. Thì hiện tại là có lẽ là cái ánh sáng nó không tốt. Mình vô trong thì có lẽ ánh sáng nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là có lẽ như vậy là ánh sáng nó tốt hơn. Mình vô trong thì cái phòng của mình nó sẽ tốt hơn, tuy nhiên là nó có sóng nó lại không được tốt. Nên là mình đang ngồi ở ngoài phòng khách. Và hôm nay đúng ra là mình chia sẻ với các bạn vào buổi tối. Mình chia sẻ vào buổi tối nhưng mà tối nay mình lại có lớp nên mình không chia sẻ được, nên bắt buộc mình phải chia sẻ 3 ngày. Và nó còn nhiều chương trình nữa, ok chưa? Còn nhiều chương trình nữa mà mình cần chia sẻ hôm nay một cái chủ đề nó rất là hay, đó là mình chia sẻ với bạn những cái cách mà nó giúp cho chất lượng cuộc sống giúp chúng ta thay đổi. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi, các bạn có cái câu hỏi gì thì các bạn hỏi mình. Các bạn comment xuống dưới, mình cũng đang chờ máy đồ nó lên. Mình đang online trên mình đang xem trên cái máy laptop nữa. Ok, chúc bạn Tony Hoàng Nhân, lâu quá chưa gặp em, em đi đâu mất tiêu rồi. Và các bạn đang ở những nơi nào, ở tỉnh thành nào thì các bạn báo cho mình biết âm thanh nghe rõ không các bạn ơi. Trước tiên là âm thanh nghe rõ không, các bạn nói rõ thì các bạn gọi xuống là các bạn nói rõ. Chào bạn Trung. Ok, chào bạn Trung, chào bạn Thế Nhân. Bạn Nhân nói gì? Thầy ơi, tối nào trong tuần bạn trong tuần thầy trống lịch ạ? Ok, thì thường thường là trong tuần là mình kín hết, nó không có trống đâu nha. Có cái gì thì em inbox em hỏi mình, lịch mình kín, mình không có để lịch trống lịch. Bạn Ngọc Quý ở Bến Tre, rất là tuyệt vời. Bạn Duy Tân cho thầy và các bạn vâng. Các bạn comment vô xem các bạn đang ở những cái tỉnh thành nào, ở những cái khu vực nào thì các bạn báo cho mình biết để thấy rằng là chúng ta ở khắp mọi miền đất nước để chúng ta đang xem cái chương trình truyền hình trực tiếp này. Ok chưa? Các bạn hôm nay các bạn thấy mình mặc đồ đẹp không ạ? Hôm nay mình mặc đồ rất là đẹp. Mình mặc đồ rất là đẹp để truyền hình cho các bạn. Ok, chứ không thôi là các bạn nói sao mình mặc đồ không có đẹp. Vâng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đang ở tỉnh thành nào thì các bạn báo cho mình biết là các bạn đang ở tỉnh thành nào. Và tiếp theo nữa, bạn Nguyễn Công Trình, thầy SMD, em quê ở Bình Định. Bạn ở Bình Định, ok. Chào bạn Nguyễn Long, hôm nay bạn Nguyễn Long không đi chụp hình, xem live stream rồi. Chào bạn Háo, bạn Háo ở Cần Thơ, ok. Chào bạn Vũ Đức Trình, ok. Để tiếp theo chương trình này, để nhanh tăng lên 100 người, 100 người là mình sẽ chia sẻ với các bạn bốn cách để giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống. Bốn cách các bạn, bốn cách giúp cho chúng ta và giúp cho những người xung quanh của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, họ muốn thay đổi nhưng họ không biết cách làm sao để thay đổi. Chính vì yếu tố đó, các bạn chia sẻ mỗi người chúng ta chỉ cần 1 đến 2 cái chia sẻ thôi thì nó sẽ như thế nào nó sẽ lan tỏa đến rất là nhiều người. Bạn Nguyễn Thị Kim Loan, lâu quá chưa gặp em nè thầy. Vâng, bạn Loan lúc này bà mẹ bỉm sữa rồi đúng không? Khonia. Tuy nhiên gặp chồng em hoài. Gặp chồng em hoài. Ok chưa? Hôm nào em khỏe thì đi. Ok chưa? Các bạn lại tiếp tục. Ok chưa? Chia sẻ chứ mỗi người chỉ cần chia sẻ thôi thì chúng ta sẽ lên 100 người liền. Các bạn mời bạn bè mình. Bốn cách để chúng ta thay đổi cuộc sống. Các bạn ở Đà Nẵng, có bạn Lợi, Quang Lợi ở Hà Nội, rất là tuyệt vời. Ok, bạn Hồi Nhân đang ở Sài Gòn. Em ủ mưu gì mà lâu thế? Em ủ mưu gì lâu quá Nhân ơi, ủ mưu nhanh lên Nhân ơi. Ok. Bạn Hải Âu ở Biên Hòa Đồng Nai, giờ này còn bán cháo không bạn Hải Âu ơi? Trưa rồi có còn bán cháo không bạn ơi? Cảm ơn bạn Tài An. Lâu quá chưa gặp bạn Tài An. Ok, rất là nhiều bạn Hồng Thúy. Các bạn ở khu vực nào thì các bạn comment lên là mình ở cái khu vực đó. Bạn Tâm Trương ở quận 1, rất là kề mình đang ở quận 2. Bạn Hình Tuyền, ok, làm bên đài truyền hình HTV. Bạn Vi, chào các bạn rất là nhiều. Bạn Quốc ở Tân Bình, vâng. Các bạn chia sẻ đoạn livestream này ra.
các bạn chia sẻ ra đúng 100 người, bây giờ đang là 67 người rồi, rất là tuyệt vời, 67 người rồi, cái con số tăng lên rất là nhanh. Và đúng 100 người, mình sẽ chia sẻ cho các bạn bốn cách, mấy cách các bạn ơi, bốn cách để chúng ta thay đổi cuộc sống. Bạn Vũ Hoa ở Đồng Nai rất là tuyệt vời, bốn cách để chúng ta thay đổi cuộc sống, đúng không, để giúp cho cái cuộc sống chúng ta nó thay đổi đi. Chúng ta là cứ thu nhập là nhàn hoài, nó rất là khó chịu, đúng không các bạn ơi? Ok chưa? Và cái cách nào để chúng ta thay đổi thì chúng ta lại không biết. Ai cũng muốn là kết quả cuộc sống chúng ta nó thay đổi, mỗi ngày nó tốt hơn, nhưng mà chúng ta lại không biết cách. 70-80 rồi, rất là tuyệt vời. Nhanh 81 người rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn rất là hợp tác, và cái điều này nó giúp cho nhiều bạn biết hơn nữa. Bởi vì qua đoạn video này mình sẽ truyền năng lượng cho các bạn, mình sẽ truyền cái tư duy cho các bạn, truyền cái cách thức cho các bạn để các bạn nó thay đổi được. 85 người rồi, rất là tuyệt vời, các bạn rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn nên nhớ rằng là bây giờ các bạn phải tự view lại đầu năm 2018 rồi, chúng ta phải tự view lại cả một năm 2017, cái điều chúng ta đã làm được những cái gì. Cả một hai năm 17 chúng ta đã làm được cái gì? Thứ nhất là về tài chính, thứ hai là về các mối quan hệ, thứ ba là về chất lượng cuộc sống. Chúng ta đã view được cái gì trong thời gian đang chờ nó đạt được con số 100 mà đang chia sẻ cho bạn? Cái cơ hội những ngày này là những ngày mà chúng ta cần phải view lại. Ok, toàn bộ những cái gì kết quả của năm 2017 chúng ta làm được những cái gì, và chúng ta phải đúc kết ra được rằng là tại sao chúng ta làm không được, cái kỹ năng gì, cái kiến thức gì, cái kinh nghiệm gì. Vậy thì một cái kỹ năng, cái câu hỏi đặt ra là một cái kỹ năng và một cái kiến thức nào đó nó đang hạn chế cái con người bạn vậy. Nguyên tắc chúng ta không thành công nó chỉ lòng vòng ở ngay chỗ này các bạn ơi. Ba chữ K thứ nhất. Mà hồi nãy giờ mình quên, bạn các bạn có lấy tập lấy sách ra chưa? Các bạn lấy tập lấy sách các bạn ghi ra. Còn bạn nào mà chưa có tập chưa có sách đó thì mình nói cái gì thì các bạn nốt lên trên cái comment để các bạn nhớ. Và ngay bây giờ các bạn hãy cho mình biết là các bạn đến từ những cái khu vực nào. Em muốn thu nhập mình tăng lên, không hài lòng với thu nhập, gọi là ổn định công việc hiện tại của thầy. Bạn đang đi làm công ăn lương đúng không? Bạn không gọi là ổn định mà là nghèo ổn định. Ok chưa? Gọi là nghèo ổn định thì nó mới đúng. Nó ổn định nhưng nó nghèo nhưng nó ổn định. Nó ổn định đến nỗi nó nghèo đến nỗi nó vô cùng ổn định. Ok chưa? Chứ không phải gọi là cái từ ổn định thì chưa chính xác đâu. Cái con số bây giờ là nó lòng vòng chỗ 80. Và các bạn giúp mình chia sẻ cái đoạn livestream này ra đủ 100 người thì mình sẽ gửi đến các bạn, bạn Hà Vũ đến từ Đắk Nông, mình sẽ chia sẻ bạn 4 cách để chúng ta thay đổi cái cuộc sống này. Các bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này ra. Bây giờ mình đang xem chính xác là bao nhiêu người rồi, xem chính xác là đang bao nhiêu người rồi. Đang 76 người. Và đang 76 người. Ok, và 21 lượt chia sẻ rồi. Phải chi mà 50 lượt chia sẻ mọi người đang xem livestream này. Và các bạn chỉ cần bấm vào cái nút chia sẻ, thôi. Và các bạn chia sẻ từ nhà mình thì cái lượng livestream nó sẽ tăng lên liền. Bây giờ đang 83 người rồi. Ok, mình quay lại tiếp. Vậy thì bạn phải suy nghĩ nó như vậy nè. Một cái câu hỏi đối với bạn là gì? Là bạn cần hoàn thiện cái kỹ năng gì? Bạn hoàn thiện cái kiến thức gì? Bạn cần phải có cái kinh nghiệm gì mà nó giúp cho thu nhập của bạn tăng lên, nó giúp cho con người của bạn nó giỏi ra gian ra, nó giúp cho bạn ra kinh doanh tốt hơn, nó giúp cho bạn bán hàng giỏi hơn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta phải tự hỏi cái kỹ năng gì nó đang cản trở chúng ta vậy, hoặc là cái suy nghĩ gì nó đang hạn chế cái con người của bạn vậy. Ok chưa? Cái điều gì nó đang cản trở con người của bạn? Chúng ta phải hỏi thật sự, tập trung vào trong chính cái con người của chúng ta. Cái điều gì nó đang vướng các bạn thấy không? Các bạn hãy nhìn chung quanh mình và các bạn có phát hiện ra rằng có một số người họ thu nhập cực kỳ tốt. Bạn có công nhận ra điều nào không? Bạn bè của bạn, những cái mối quan hệ của bạn, có những con người họ đang có thu nhập cực kỳ tuyệt vời. Tại sao bạn lại chưa có cái thu nhập đó? Và vậy bạn nhìn vào những cái con người đó,
bạn phải tự hỏi rằng họ đang có những cái kỹ năng gì rất là tuyệt vời. Nó đã lên cái con số 100 rồi. Chúng ta cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn, bởi vì các bạn là những người rất là tuyệt vời. Các bạn đã làm những việc rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn chia sẻ cái đoạn live stream này. Thường thường cái buổi trưa là hiếm khi chúng ta lên được cái con số 100 lắm. Nhưng mà hôm nay chúng ta lên được con số 100, rõ ràng các bạn rất là tuyệt vời. Buổi tối á, thì nó sẽ lên khoảng vài trăm, khoảng 300. Nhưng mà cái buổi trưa mà lên con số 100 này thì các bạn rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình lại hỏi các bạn tiếp. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình và mình đang nói trong cái mạch của mình. Và các bạn nào mà không có tập để ghi vào thì các bạn như thế nào? Các bạn phải comment xuống. Ok chưa? Các bạn phải comment xuống những cái ý để các bạn nhớ. Ok chưa? Vậy thì mình hỏi các bạn là một cái kỹ năng nào, một cái kiến thức nào mà trong năm vừa qua nó làm cho các bạn đang cản trở, nó làm cho các bạn đang cản trở cái thu nhập của mình vậy? Ok chưa? Và các bạn nhìn chung quanh, những người bạn của mình, có những người họ thu nhập rất là tốt. Chào bạn Trang Trần, rất là tuyệt vời. Bạn hãy theo dõi đoạn video này nhé. Những trong năm qua có những người họ thu nhập rất là tốt. Ok chưa? Và có những cái người họ thu nhập rất là thấp, thì bạn hãy xem họ, hãy học hỏi từ nó họ, tại sao họ có mức thu nhập tốt vậy? Tại sao họ có mức thu nhập tuyệt vời vời vậy? Cái điều gì nó giúp cho các bạn phát triển vậy? Chúng ta phải hỏi cái điều đó. Ok chưa? Chúng ta phải hỏi. Vậy thì hãy đi học họ, hãy đi gặp những con người đó và hãy nói cho họ rằng là hãy chỉ cho tôi biết cái cách làm sao mà anh tạo ra cái nguồn thu nhập tuyệt vời vời vậy. Các bạn nhận ra điều này à? Các bạn rất là tuyệt vời. Bạn nhịn ăn trưa để theo dõi video. bạn Jimmy Bục rất là tuyệt vời. Mình chưa ăn trưa nữa. Sau khi xong livestream này mình mới ăn trưa các bạn à. Sau khi xem livestream này mình mới ăn trưa. Thì các bạn nên nhớ đây này, mình chia sẻ các bạn này. Cái kỹ năng vô cùng quan trọng mà trong suốt cuộc đời này các bạn phải luyện. Các bạn nhớ không? Cái kỹ năng quan trọng các bạn ghi xuống. Đó là kỹ năng kiếm tiền, đó là năng lực kiếm tiền. Các bạn phải luyện được cái năng lực kiếm tiền. Nếu các bạn không luyện được năng lực kiếm tiền thì các bạn sẽ bị tắt hàng loạt những cái kỹ năng khác. Các bạn phải luyện được cái năng lực kiếm tiền. Cái năng lực kiếm tiền là cái năng lực mà quan trọng nhất cuộc đời này, các bạn cần phải tập trung vào. Ok chưa? Cái năng lực gì các bạn ơi? Các bạn gõ xuống. Năng lực gì nó quan trọng mà trong suốt cuộc đời này các bạn phải luyện à? Đó là năng lực về tiền. Đúng rồi, luyện năng lực về kiếm tiền. Chính xác. Bạn Hồng Tuy rất là tuyệt vời. Bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta hỏi rằng chúng ta đã có cái năng lực kiếm tiền tuyệt vời chưa? Tại sao có một số người họ kiếm tiền rất là tuyệt vời? Có rất là nhiều người nói là tiền cứ đâu mua được hạnh phúc, tiền đâu mua được tình yêu. Ok, bạn nói tuyệt vời. Đúng là tiền nó không mua được những cái thứ đó. Nhưng mà nó mua được cái thứ đó thì mình, nó có mua được không thì mình không có biết. Nhưng mà mình biết chắc rằng là tiền nó mua được cái gì bà ơi? Tiền nó mua được nhà. Tiền nó mua được xe không? Tiền nó mua được xe. Tiền nó cho chúng ta những chuyến đi vô là đâu? Tiền tự nhiên nó cho chúng ta rất là nhiều chuyến đi vô là. Thì đi ra đường á, mà trong túi mà nó có nhiều tiền á, trong túi nó có nhiều tiền á, bạn vui không? Vui. Ok chưa? Trong túi nó có nhiều tiền là chúng ta rất vui. Mà các bạn biết không, một cái thằng á, nó vừa lùn, nó vừa xấu trai, nhưng khi ra đường trong túi nó có nhiều tiền thì nó cứ tưởng rằng nó đẹp trai à. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó cứ tưởng rằng nó đẹp trai à, bởi vì nó tự tin quá. Nó có tiền nên nó tự tin quá. Còn cái thằng kia thì rất là đẹp trai, nhưng mà ra đường trong túi không có tiền nên nó không tin rằng, nó không có nghĩ rằng là nó đang đẹp trai, bởi vì nó mất tự tin đi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nên là cái năng lực quan trọng nhất mà chúng ta phải luyện đó là năng lực. Năng lực gì các bạn ơi? Năng lực gì? Nói to lên, nói to để mình ngồi đây mình nghe luôn. Năng lực gì à? Năng lực kiếm tiền. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nhưng mà tự nhiên nó như thế nào à? Nó có nhà, nó có cửa, nó có xe. Các bạn nhận ra, đi ra ngoài đường trong túi nó có nhiều tiền. Nên nó như thế nào à? Nên suốt ngày cái miệng nó cứ cười. Mà nó cứ cười hoài, nó vui. Nó vui, nó tự nhiên nó như thế nào à? Nó hạnh phúc. Các bạn nhận ra điều này chưa? Còn nó cứ mua được hạnh phúc hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng, cái đứa nó có tiền, nó rất là dễ dàng nó vui. Và nó rất là dễ dàng nó hạnh phúc. Nên là cái gì à? Nên là các bạn phải luyện năng lực gì? Năng lực gì các bạn ơi? Năng lực
kiếm tiền, chúng ta phải giỏi về năng lực kiếm tiền. Đó là cái bước đầu tiên. Rồi sau đó chúng ta giỏi về năng lực giữ tiền. Và chúng ta phải giỏi về năng lực gì? Làm cho tiền nó phát triển. Những cái điều đó từ từ mình sẽ nói sau về một cái live stream khác. Ok chưa? Tuy nhiên cái live stream này mình muốn nhấn mạnh cho các bạn đó là cái khả năng kiếm tiền. Vậy người giỏi là người gì ạ? Người giỏi là người biết dùng toàn bộ thời gian của mình tập trung vào để tạo ra cái gì các bạn ơi? Tạo ra tiền. Còn người bình thường là người gì ạ? Họ cũng dùng bao nhiêu thời gian đó nhưng họ không tạo ra tiền. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Không phải là người không tạo ra tiền họ không thông minh. Mình không nói là họ không thông minh. Đây, những thằng nó không tạo ra tiền nó rất là thông minh. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Tuy nhiên nó không biết rằng là nó cần tập trung cái thông minh đó vào cái năng lực gì. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó tập trung cái thông minh đó vào những năng lực lòng vòng mà nó không tạo ra tiền, nên cuộc sống nó rất là khó khăn. Bạn hiểu ra điều này chưa? Và cái cuộc sống nó vô cùng khó khăn vậy. Ok chưa? Nên nó không có thông minh nổi luôn. Nó cứ nói nó thông minh chứ đâu có ai nhìn nhận nó là thông minh đâu. Bởi vì nó vướng cái năng lực kiếm tiền. Vậy các bạn thấy đồng tiền trong cuộc sống nó quan trọng à? Nó quan trọng không các bạn ơi? Đồng tiền trong cuộc sống nó có quan trọng à? Các bạn comment đi. Các bạn comment xuống đi. Đồng tiền trong cuộc sống nó có quan trọng à? Mình muốn thấy những cái comment của bạn. Đồng tiền trong cuộc sống nó quan trọng à? Nó quan trọng không các bạn ơi? Comment xuống đây. Đồng tiền trong cuộc sống nó có quan trọng không các bạn ơi? Ok à? Nó có quan trọng không các bạn ơi? Ok, mình chưa ăn trưa nè, bạn Thùy Lành ơi. Xong cái live stream này mình mới ăn chưa? Ok chưa? Đồng tiền trong cuộc sống nó quan trọng các bạn ơi. Ok chưa? Nếu bạn nào mà thấy quan trọng thì bạn bấm số 1. Bạn nào thấy nó bình thường thì bạn bấm số 2. Bạn nào thấy nó không bình thường thì bạn bấm số 3. Bạn bấm cái gì bạn cũng đúng hết. Bởi vì nó là cái góc nhìn của bạn. Nó quan trọng à? Không những nó quan trọng mà nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao nó cực kỳ quan trọng? Bởi vì 90% những gì liên quan trong cuộc sống chúng ta nó đều liên quan đến tiền. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó đều liên quan đến tiền. Bởi vì bạn không có tiền, bạn tắt hàng loạt thứ. Ok chưa? Và bạn có tiền, bạn sẽ giải quyết hàng loạt thứ. Cái đây là cái điều rất là tuyệt vời. Chính vì yếu tố đó, bạn phải luyện năng lực kiếm tiền. Ok chưa? Bạn nào mà luyện được năng lực kiếm tiền, các bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và nếu mà các bạn nào mà chưa luyện được năng lực kiếm tiền thì các bạn an tâm đi. Các bạn sẽ theo dõi những đoạn live stream này của mình. Các bạn sẽ học được những cái năng lực lần này. Ok. Và các bạn nào ok chưa? Không có tập. Hồi nãy giờ mình nói thì các bạn ghi xuống tập. Còn các bạn nào không có tập thì comment vào. Ok, lớp hôm nay đông vui quá. Đúng rồi. Lớp của chúng ta hôm nay cho tới giờ này là tới 159 bạn. Lớp này rất là đông vui. Lớp buổi trưa mà rất là đông vui. Và rất là nhiều người đang xem ở dưới chế độ ẩn danh nữa. Ok chưa? Và để cái đoạn live stream này đông hơn nữa thì lớp cho chúng ta đông hơn nữa thì các bạn chia sẻ cái đoạn live stream này. Bây giờ mỗi người bấm vào nút chia sẻ và chúng ta chia sẻ ra thì sẽ như thế nào ạ? Sẽ có nhiều người biết nữa. Và nó như thế nào ạ? Các bạn tag tên những người rất là quan trọng nào, những người đang bế tắc trong cuộc sống, những người như thế nào ạ? Những người chưa biết cách làm sao để có thu nhập của mình tốt hơn. Thì các bạn tag những người đó vào thì nó như thế nào ạ? Những người đó họ sẽ xem cái đoạn này và cái năng lượng của họ nó sẽ tốt đó. Và cái cuộc sống họ rất là tuyệt vời đó. Ok chưa? Bạn Việt Cường ở Đồng Nai. Cảm ơn bạn Việt Cường ở Đồng Nai rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn 4 cách để chúng ta thay đổi cuộc sống. Mấy cách các bạn ơi? 4 cách. Cách thứ nhất, làm một số việc nhiều hơn. Ok chưa? Cách thứ nhất, chúng ta hãy làm một số việc nhiều hơn. Ok chưa? Cái cách một không phải là năng lực kiếm tiền, không phải bạn Lâm ơi, mà cái đó là trong thời gian mình review thôi. Ok chưa? Hôm nay chúng ta tập trung vào 4 cách để giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống. Vậy thì làm một số việc nhiều hơn. Cách 1 là làm một số việc nhiều hơn. Ok chưa? Làm một số việc nhiều hơn. Vậy thì chúng ta làm cái gì nhiều hơn? Chúng ta phải rà soát lại trong một năm qua, trong những tháng qua,
cái việc gì hiệu quả thì chúng ta phải dành thời gian tập trung vào làm việc đó nhiều hơn, ok chưa? Tại vì cái đó nó làm nhiều hơn thì nó sẽ tạo ra chúng ta cái kết quả tuyệt vời hơn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Ví dụ như mình trong thời gian qua mình tập trung mình viết sách, ok, sau khi cái quyển sách vượt biển lớn, ok chưa? Sau khi cái quyển sách vượt biển lớn này ra mắt, ok chưa, và bán trên khắp mọi miền đất nước, ok chưa, và cái lượng độc giả đọc và follow và nói rằng cái quyển sách này rất là tuyệt vời, ok chưa, bạn Hồng Thúy rất là tuyệt vời, rà soát lại việc hiệu quả và làm việc đó nhiều hơn, đúng rồi, chính xác, ok chưa, và mình thấy cái quyển sách này nó rất là tuyệt vời, rất là nhiều người hưởng ứng, ok chưa, và thế là mình lại tiếp tục gì, mình tập trung vào để mình viết sách, ok chưa, thì cái công việc đầu tiên là mình tập trung vào để chuyển nó sang cái version tiếng Anh, cái phiên bản tiếng Anh, ok chưa, nó có tên là Beyond the Way, ok chưa, và trong thời gian chuyển xong rồi thì hiện tại, ok, cái quyển này đang được cái quyển Beyond the Way, ok chưa, được bán trên Amazon, các bạn thấy tiền này chưa, và bán đi ra khắp thế giới, ok chưa, đó, tức là mình rà soát lại, mình thấy nó hiệu quả nên mình phải tập trung thời gian dành cho nó rất là nhiều, ok chưa. Cái câu hỏi đặt ra là bạn đã rà soát lại cái gì hiệu quả chưa? Tiếp theo, mình cũng rà soát lại và mình thấy nó hiệu quả nên mình tiếp tục mình viết sách tiếp, và thế là quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình nó ra đời. Các bạn thấy điều này tuyệt vời chưa? Vô cùng tuyệt vời. Và trong một khoảng thời gian một năm thôi, mình đã có được ba cái quyển sách này, ok chưa, ba cái quyển sách này, và trong 2018 này kế hoạch của mình cũng là ba quyển tiếp. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ba quyển tiếp khoảng 1-2 tháng nữa thôi thì mình sẽ ra một cái quyển sách chuyên về online. Mình đã viết xong rồi, bây giờ mình đang ngồi mình biên tập lại thôi. Bởi vì sao? Mình tập trung thời gian cho việc này bởi vì cái công việc này nó hiệu quả, ok chưa? Bạn hãy ra soát lại toàn bộ những cái công việc của mình, cái gì hiệu quả thì chúng ta phải dành thời gian cho nó, ok chưa? Có bạn sẽ nói mình rằng em không có thời gian. Và bây giờ mình nhắc các bạn rằng, nếu bạn nào mà nói rằng em không có thời gian, bạn nào đang nói cái câu đó, em không có thời gian, thì bây giờ mình nói với các bạn nè, bạn và Bill Gates hoặc Steve Jobs, ok chưa, hoặc Tổng thống Mỹ đều có quỹ thời gian như nhau, ok chưa. Chúng ta vẫn thức dậy và một ngày chúng ta vẫn sống 24 tiếng, quỹ thời gian của chúng ta là như nhau. Bạn đừng có nói rằng là bạn không có thời gian giữa mình, ok chưa? Bạn đừng có nói. Và bạn nào mà nói không có thời gian thì bạn đang có vấn đề rồi. Bởi vì sao ? Bởi vì chúng ta đều gì ? Chúng ta đều gì ? Bạn Leo Nguyễn inbox cho mình sẽ giao sách cho bạn, ok chưa? Bạn Leo Nguyễn inbox thông tin số điện thoại cho mình sẽ, ok chưa các bạn ơi? Ok chưa? Rồi, hồi nãy giờ các bạn học được cái gì các bạn comment xuống, các bạn học cái gì các bạn comment xuống, mình thấy các bạn không có comment gì hết. Hồi nãy giờ mình nói được cái gì tuyệt vời, các bạn nốt, các bạn biết không, đừng cứ ngồi học mà cứ xem vậy đôi đôi vậy, cái con người nó không có năng lượng. Các bạn thấy không? mình chia sẻ với các bạn này mình luôn rất là năng lượng, các bạn hiểu chưa? Để sao? Để con người chúng ta nó rất là năng lượng chứ ngồi mình vậy này nó thụ động lắm, con người của ta thụ động. Mình còn đi tới đi lui mà các bạn thấy, mình đi tới đi lui này để gì ? Để con người chúng ta nó mới rất là năng lượng các bạn ơi. Chứ còn mà chúng ta cứ ngồi y một chỗ, con người chúng ta nó không năng lượng, mà không năng lượng thì chúng ta không làm được cái việc gì hết. Các bạn ơi, nhung ra điều này nó là các bạn vừa học vừa nghe vừa nốt. Thượng đế rất công bằng, người giàu và người nghèo đều có 24 tiếng giờ nhau, đúng rồi. Bạn Trung
nói rất là chính xác. Bạn và Bill Gates và bạn Tổng thống Mỹ đều có một ngày 24 tiếng đồng hồ, và bạn và mình cũng vậy, một ngày 24 tiếng đồng hồ là như nhau. Ok chưa? Vậy thì chúng ta cũng đừng có nói là chúng ta không có thời gian. Cái câu đó là cái câu nó tự lừa gạt bạn thôi. Đừng có nói những cái câu mà nó lừa gạt mình. Các bạn nhô ra điều này chưa? Một ngày bạn có thời gian mà cũng dùng 24 tiếng mà bạn không có thời gian cái gì? À, nên là đừng có nói cái câu mà không có thời gian. Đừng có nói cái câu mà em bận lắm. Cái câu đó nó không có đúng đâu. Ok chưa? Bạn không tiết kiệm được thời gian đâu. Bạn phải gì à? Bạn chỉ sử dụng nó khác đi thôi. Bạn nhớ cái câu này chưa? Bạn không có tiết kiệm được thời gian. Bạn cũng đừng có nói là bạn không có thời gian, mà bạn chỉ sử dụng nó khác đi thôi. Vậy sử dụng nó khác đi là sử dụng cái quá gì nó khác đi? Thì mình đã nói rồi, mình đã nói ngay từ đầu rồi. Hãy xem những việc gì nó hiệu quả và dành thời gian cho nó. Ok chưa? Dành thời gian tập trung cho nó nhiều hơn. Cái việc gì hiệu quả thì chúng ta phải dành thời gian cho nó nhiều hơn. Các bạn thấy không ạ? Mình vừa rồi mình nói rồi, do cái việc viết sách nó rất là quan trọng, nó mang lại cái hiệu quả cho mình, nên mình tập trung mình viết sách nhiều hơn. Bạn hình dung ra điều này chưa? À, và thế là bây giờ mình có 3 quyển sách, và năm trong 2018 mình cũng có gì? 3 quyển sách nữa là mình sẽ có được 6 quyển sách. Và mình đặt mục tiêu năm 2020, ok chưa? Năm 2020 mình sẽ có 10 quyển sách. Bây giờ mình đã đi được 3 quyển sách rồi. Chính xác là em đang lười lắm. Rất là tuyệt vời. Bạn nào đang lười thì bạn rất là tuyệt vời, nghĩa là bạn đang có rất là nhiều thời gian. Ok chưa? Bạn chỉ cần làm xuyên thôi là bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, mình chỉ sợ nhất những người á mà đang rất là làm xuyên mà không có tiền, mà không biết mấy ông đó làm cái quỷ gì. Bạn nhung chưa? Ông rất là làm xuyên, suốt ngày ông làm mà chừng cuối cùng ông không có tiền, mình biết mấy ông đó ông làm cái quỷ gì. Ông suốt ngày ông rồi đã không có tiền mà không biết mấy ông đó làm cái quỷ gì. Ok chưa? Và các bạn tự hỏi lại mình đi, nếu mà chúng ta đang tập trung làm rất là nhiều tiền mà không có thời gian thì nghĩa là tháng 8 em sẽ có sách ạ. Ồ, bạn Thanh Vương rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nói từ sẽ là vẫn còn thì tương lai rồi. Em cam kết tháng 8 chắc chắn em có quyển sách. Phải nói như vậy nó rất là mạnh mẽ. Chứ còn nói tháng 8 em sẽ có sách, vậy là sẽ mà. Sẽ thì là tháng 9, sẽ là tháng 10 rồi. Tại em thấy rảnh quá. Ok, bạn nào mà thấy mình rảnh quá thì rất là tuyệt vời. Ok, mà có tiền chưa? Nếu mà thấy rảnh quá mà chưa có tiền thì rõ ràng là cái gì à? Thì rõ ràng nó là cái gì à? Ok chưa? Rõ ràng nó là cái gì à? Nghĩa là bạn cần phải sử dụng nó hiệu quả hơn. Còn nếu mà rảnh quá mà chưa có tiền thì nghĩa là bạn chưa biết cách. Hãy đi gặp những người làm được. Ok, giờ làm đó, nói họ chỉ cho mình làm. Vậy thì bây giờ mình nói tiếp cái cách một là cách gì? Làm một số việc nhiều hơn. Ok chưa? Làm một số việc nhiều hơn. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra, bây giờ các bạn ghi ra ngay bây giờ luôn, ghi ra. Bạn sẵn sàng để ghi chưa? Ghi ra là làm việc gì tôi sẽ làm nhiều hơn kể từ hôm nay. Ok chưa? Việc gì tôi sẽ làm nhiều hơn? Việc gì tôi làm nhiều hơn kể từ hôm nay? Ok chưa? Bạn ghi đi. Ví dụ như live stream nè, mình thấy nó hiệu quả, nên các bạn thấy không, mình liên tục mình live stream. Trong tuần này mình live stream lần này là lần thứ 3 rồi. Ok chưa? Các bạn hiểu ra điều này chưa? Ồ, lần thứ 4 chứ. Trong tuần này, mới trong tuần này thôi mà mình live stream này là thứ 4 rồi. Bởi vì mình thấy nó hiệu quả. Vậy thì với bạn, bạn làm cái gì nhiều hơn? Các bạn thấy trong tuần này là tối thứ 2 mình live stream đúng không? À, hôm nay là thứ 6. Rồi mình nhớ là tối thứ 3 mình cũng live stream. Rồi mình nhớ là trưa hôm qua thứ 5 mình cũng live stream. Và hôm nay là gì à? Là trưa thứ 6 mình cũng live stream. Đúng ra là mình live stream buổi tối, nhưng tối nay mình bận đứng lớp. Ok chưa? Tối nay mình bận đứng lớp. À, nên mình phải live stream buổi sáng, mình đứng lớp tới 10 giờ đêm mình mới về. À, tối hôm qua mình cũng bận. Ok chưa? Mình cũng bận, mình đi đám cưới một cái nhân vật rất là đặc biệt. Các bạn có muốn mình kể chút xíu về cái đám cưới nào không ạ? Bạn nào muốn
thì comment xuống là nói là tôi muốn, ok chưa? Còn các bạn nào không muốn thì comment nói là tôi không muốn, ok chưa? Để mình biết. Bạn nào thấy nhiều thì mình sẽ kể review sơ về một cái đám cưới gọi là đám cưới thế kỷ, ok chưa? Gọi là đám cưới thế kỷ, một đám cưới nó vô cùng đặc biệt, ok chưa? Rồi một bạn muốn, mới có một bạn thì chưa được. Bạn Văn Khả muốn, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Trần Văn Lâm muốn, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Tình Đặng muốn, ok, rất là tuyệt vời. Mới có 5 bạn, 6 bạn rồi, ok chưa? 6 bạn rồi, nói 7 bạn, ok, rất là tuyệt vời. 8 bạn, 20 bạn nói tôi muốn là tôi sẽ, em muốn rồi, 9 bạn rồi, ok chưa? Muốn thì comment xuống nhanh. 10 bạn rồi, 10 bạn còn 10 bạn nữa. Nếu mà đủ 20 bạn thì mình sẽ kể cái đám cưới, mình gọi là đám cưới thế kỷ. 12 bạn rồi, ok chưa? 13 bạn, rất là tuyệt vời. Bạn Hồ Thi là 13 bạn, và bạn Hiếu Phạm là 14 bạn, ok nhớ lên. Bạn Nguyễn Thanh là 15 bạn. Bạn nào muốn thì ghi vô. Bạn đúng rồi, Lâm Khánh Chi, bạn nói nào đúng rồi, hồi tối mình đi đám cưới đó, ok. Bạn Tâm 16 bạn, 17 bạn rồi, 17 bạn rồi, ok chưa? 18 bạn, Đoạn Đức Giang là 18 bạn. Bạn Lý Sơn là 19 bạn. Với bạn Hy làm 2 lần không được. Bạn Tuyền Diễm 20 bạn, ok, rất là tuyệt vời. Hơn đã 20 bạn rồi. Mình kể cho các bạn biết là tối hôm qua mình đi đám cưới. Các bạn có biết hồi kia các bạn có biết là ca sĩ Lâm Chí Cường không ạ? Nó thứ gì? Lâm đúng rồi. Lâm Chí Cường, ok chưa? Và sau này bạn qua Thái Lan, bạn phẫu thuật, ok chưa? Và bạn chuyển giới, ok chưa? Là bạn trở thành là ca sĩ là Lâm Khánh Chi, ok chưa? Năm nay bạn đã sinh năm 77, năm nay bạn 40 tuổi rồi. Và bạn có một người chồng cực kỳ đẹp trai, ok chưa? Mới sinh năm khoảng năm 80, năm 90 thôi, ok chưa? Cho nên là bạn rất là nhiều tuổi. Cái đám cưới của bạn khoảng 500 khách, toàn là khách VIP, ok chưa? Cái sân khấu nè, cái khán phòng đó, thiết kế đó, ok chưa? Là 2 tỷ, các bạn thấy tiền tiền vợ mà. Là 2 Lâm Chí Khanh, đúng rồi. Và bây giờ bạn đặt tên nữ, đồ của bạn là Lâm Khánh Chi, ok chưa? Bạn lên cái YouTube các bạn xem cái live stream của bạn là các bạn sẽ thấy cái điều này. Và đám cưới của bạn là khoảng 500 khách, toàn là khách VIP. Hồi giờ mình đi đám cưới, mình đâu có bao giờ mặc vest đâu. Mà trong thiệp mời á, là yêu cầu là bắt buộc phải mặc vest, ok. Nên là tối qua lần đầu tiên mình đi đám cưới mình mặc vest, các bạn thấy thú vị không? Và đúng, mình vào cái không gian đám cưới đó mình thấy rất là tuyệt vời. Mình thấy cái đây nó không phải đám cưới, là một cái live show, ok, một live show rất là tuyệt vời. Gặp nào là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà, ok, rất là nhiều các cái thần tượng âm nhạc đều có mặt ở trong cái đám cưới này. Và nó rất là tuyệt vời, ok chưa? Vậy thì những cái con người này tại sao họ tuyệt vời vậy? Tại sao họ tổ chức nổi cái sân khấu nó dàn dựng không đã 2 tỷ? Tại sao 500 con người đó ngồi trong cái khán phòng đó? Đúng rồi, cô dâu mặc váy đẹp không thể tưởng. Cô dâu mặc một cái áo cưới của Luciola, ok chưa? Luciola là bạn Minh, Luciola là học viên của B Training. Cái áo cưới đó được mệnh danh là áo cưới thế kỷ, ok chưa? Cái áo cưới mình phải nói là lần đầu tiên trong đời mình thấy. Và các bạn cứ liên hệ lên Google search Luciola hoặc là Ngọc Minh Luciola, và cái áo cưới đó gọi là áo cưới thế kỷ. Và các bạn sẽ xem cái áo cưới thế kỷ đó tuyệt vời nó như thế nào. Tại sao mình dành thời gian cho những việc này? Bởi vì mình biết trong hội trường này toàn là những người khách VIP, chỉ có được 500 người thôi mới được tham dự này, toàn là những người khách VIP, nên mình phải tham gia vào đây, dành nhiều thời gian để tương tác những cái con người tuyệt vời này. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Ok, chúng ta phải dành một số việc nhiều hơn. Em biết chị Minh, đã gặp chị cực kỳ ngưỡng mộ, ok chưa? Ngọc Minh Luciola là một trong những cái học trò của mình. Cách đây 4 năm trước, bạn đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và bây giờ trở thành một cái thương hiệu về thời trang áo cưới cực kỳ nổi tiếng, ok chưa? Vâng, cái điều này nó quá tuyệt vời. Các bạn nhớ ra điều này nữa chưa? Cái áo cưới thế kỷ, cái áo cưới phải nói là cái áo cưới không thể hình dung nổi được. Mình thấy nó vô cùng tuyệt vời. Bạn hãy chiêm ngưỡng cái áo cưới thế kỷ đó nó như thế nào. Ok, các bạn thấy này tuyệt vời không ạ?
rất là tuyệt vời. Đúng rồi bạn Hoàng Đặng ơi, mình rất thích cái từ ok, đó là cái đặc trưng của mình. Ok chưa, rất là tuyệt vời. Và bây giờ số 2 à, cái từ ok nó rất là hay các bạn Hoàng Đặng. Đến lúc nào mình cũng sẵn sàng, đúng không? Lúc nào mình cũng nằm trong tư thế sẵn sàng. Chứ cái người mà không ok, họ thụ động lắm. Làm thụ động như vậy nè, không thụ động. Người ta nói ok thì mình ok. Tự nhiên mình rất là tuyệt vời. Còn cứ ngồi thụ động này, chán lắm, mấy người đó chán kênh cũng ok chưa. Bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn cái số 2. Số mấy các bạn ơi? Số 2, hồi nãy số 1 là gì ạ? À? Làm một số việc nhiều hơn. Và bây giờ tới số 2 là gì ạ? À? Làm một số việc ít đi. Làm một số việc ít đi. Hồi nãy giờ các bạn đã chia sẻ, ok, bạn đã chia sẻ được cái gì ạ? À? Bạn đã chia sẻ được rằng là làm một số việc nhiều chưa? Việc gì bạn sẽ làm được nhiều chưa? À, và bây giờ là làm một số việc ít đi. Vậy việc gì chúng ta làm ít đi? Cái gì nó không hiệu quả? Cái gì nó không mang lại tiền cho chúng ta? Cái gì nó không giúp cho con người chúng ta phát triển? Cái gì nó không làm cho chúng ta lớn lên? Thì cái đó chúng ta giảm nó đi. Ví dụ các bạn dành quá nhiều thời gian cho xem truyền hình mà các bạn không có mục tiêu hết, thì như thế nào ạ? Giảm nó đi. Hoặc là các bạn dành quá nhiều thời gian cho ngủ. Bạn ngủ nhiều quá thì bạn giảm bớt cái việc ngủ đi. Ngủ ngày 6 tiếng thôi, cùng lắm 7 tiếng thôi. Ngủ nhưng mà 8, 9 tiếng, ngủ nhiều quá. Làm một số việc ít đi. Bản thân mình thì mình như thế nào ạ? Khoảng 10 giờ rưỡi, 11 giờ là mình ngủ. 5 giờ sáng là mình thức dậy, mình chạy thể dục. Sau đó mình lên, mình viết bài, mình chia sẻ lên Facebook. Tức là ngủ ít đi. Từ từ rồi ngủ. Chừng sau này lên 80, 90 tuổi rồi các bạn đi ngủ, bạn ngủ luôn. Bạn ngủ mãi mãi. Bạn đâu có bao giờ bạn thức dậy đâu. Lúc đó kêu thức dậy cũng đâu có chịu thức dậy. Ok chưa? Vậy thì bạn phải hình dung nó như thế nào? Bạn phải hình dung là chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải bây giờ nè, đang trong cơ hội thức nè, thì chúng ta phải gì? Thức nhiều lên. Thức để enjoy cuộc sống này. Thức để thưởng thức cái cuộc sống này. Thức để làm nhiều việc hơn nữa. Thức để gì à? Để biết rằng cuộc sống ta nó có nhiều điều tuyệt vời lắm. Chứ ngủ chi mà nhiều thế. Sau này qua bên kia rồi ngủ. Rồi bạn ngủ. Khi mà bạn đi ngủ rồi kêu bạn, bạn đâu có chịu thức dậy đâu. Bạn vô rung chưa? Chúng ta còn thời gian để ngủ nhiều lắm các bạn ơi. Ngủ ngàn thu. Người ta dùng cái câu gì? Vĩnh biệt ngàn thu. Nghĩa là ngủ. Ngủ mãi luôn. Ok giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải dành thời gian gì? Bây giờ đang có cơ hội thức. Thì chúng ta phải dành thời gian cho cái việc gì? Thật. Thức để gì? Để cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh ra. Để chúng ta có cơ hội. Để chúng ta thưởng thức trong cái giai đoạn chúng ta đang còn sống này. Bạn hình dung chưa? Vậy thì bây giờ mình mới chia sẻ tới đoạn này. Các bạn nên như nào? Nên chia sẻ cái live stream này đến cho nhiều người. Bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Bạn bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn chia sẻ cái đoạn này lên trên gì à? Lên về cái Facebook nhà bạn. Để giúp cho nhiều người gì à? Để giúp cho nhiều người họ cũng xem được cái live stream này, góp phần đó họ thay đổi đi. Vậy thì mình đang chia sẻ ký thứ số 2. Chào bạn Cường Thép, bạn Phạm Văn Cường. Chào bạn Cường Thép, lâu quá chưa gặp bạn. Phải năng lượng bạn Cường ơi. Phải năng lượng. Lúc này bạn chơi quanh coi Bitcoin rồi chắc là tiền nhiều lắm đúng không? Chơi tiền ảo rồi chắc là tiền nhiều lắm rồi, trở thành đại gia rồi chắc là lúc này quên kinh doanh thép rồi đúng không? Vâng, và chúng ta tiếp tục. Cái số 2 là gì? Làm một số việc ít đi. Vậy thì cái gì không hiệu quả thì chúng ta làm ít đi. Cái câu hỏi đặt ra, bạn ghi câu hỏi đặt ra. Ngay ngày hôm nay, ta sẽ làm việc gì ít đi? Em cũng thức mà sao vợ em bắt em ngủ hoài à thầy? Vậy là bạn phải làm việc với vợ bạn rồi bạn Vũ Ngô ơi. Vậy là nó có một cái gì đó rồi. Ok chưa? Cái đó là việc của bạn với vợ bạn. Ok. Bạn không được lên đây nói. Ok chưa các bạn? Bạn ngủ ơi. Em cảm nhận được lửa từ thầy. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn cảm nhận được lửa rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và bạn cũng phải lửa lên.
phải nhiệt huyết lên các bạn ơi. À, tuyệt vời lắm. Ok chưa? Rồi, làm một số việc ít đi. Cái gì không hiệu quả thì chúng ta làm nó ít đi, nó giảm đi. Còn cái nào hiệu quả thì chúng ta làm nó nhiều ra. Ok chưa? Chúng ta phải hình dung cái bức tranh nó như vậy. À, rồi, tiếp theo, cái số 3, các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ bạn số 3 chưa? Số 3 là bắt đầu làm việc gì đó mới, làm một việc gì đó mới. Bạn hãy, dĩ nhiên mới làm việc mới thì bạn chưa biết nó hiệu quả hay nó không hiệu quả. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn phải tìm cái gì đó mới và bạn làm một cái gì đó mới. Đừng có theo cái moment cũ hoài. Bắt đầu làm một cái gì đó mới. Mình hay nói cái câu gì? Thiếu và vấp, thiếu trải nghiệm, rất khó thành công được. Hả? À, lâu nay bạn hay ăn cái món ăn đó thì hãy thử một cái món ăn mới đi. À, lâu nay bạn hay uống loại bia đó thì bây giờ hãy thử một loại bia mới mà là bia hồi giờ mình chưa bao giờ mình uống cái bia đó đi. Các bạn hình dung chưa? Hãy làm một cái gì đó mới, hãy thử một cái gì đó mới, đừng có làm lòng vòng cái cũ hoài. Và cái mới thì nó đi liền với cái gì? Cái mới là nó đi liền với cái mà chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta rất là ngỡ ngàng về nó. Mình kể với các bạn nha, mình kể với các bạn. Các bạn có sẵn sàng để nghe mình kể chuyện không ạ? Các bạn có sẵn sàng để nghe mình kể chuyện không ạ? Bạn nào mà sẵn sàng để nghe mình kể cái câu chuyện này thì các bạn comment xuống là sẵn sàng kể chuyện. Cảm ơn bạn Phạm Yên Nhi. Đúng rồi, chúng ta phải bắt đầu làm một cái gì đó mới. Ok chưa? Phải làm một cái gì đó mới, phải hành động một cái gì đó mới. Ví dụ như là một lần mình đi qua bên Campuchia. Và các bạn biết là cái mắm bò hút không? À, bên Campuchia nó có cái đặc sản đó. Nó có cái nước mắm bò hút. Và hồi giờ ở Việt Nam nghe á. Hồi giờ mình ở Việt Nam mình nghe nhiều người thưa dịch, ồ cái nấm bò hút đó khó ăn đồ này kia lắm. Thì mình nghe như vậy nên mình cũng ngại. Mà bất ngờ vào đó kêu một cái món bò. Ok, bên Campuchia nó có cái món bò ngon lắm. Nó dạy như này mà sao, nó hấp mình sao mà nó ngon lắm. Rồi mình ngồi mình sắc lát này nè. Các bạn vô đây đời này, mình ngồi mình sắc lát này. Và chấm gì ạ? Chấm với cái mắm bò hóc đó. Đúng rồi, chấm với cái mắm bò hóc đó. Nhưng mà hồi kia mình chưa bao giờ trải nghiệm mà. Mình nghe cái mò hóc là người ta nói theo dịch đó, nó làm mình cũng ngại ngại. Nhưng mà cái tính tình mình thì mình sẵn sàng, mình thử cái mới. Nên mình nó có cái cây đũa bạn. Mình lấy cái cây đũa mà gì? Mình nhúng vô một cái mình thử mình chấm thôi. Mình chấm. Ngon mà. Tuyệt vời mà. Ok chưa? Anh kia rồi mình lại gì nữa? Nhắm thêm nữa. Thêm nhiều vô nữa. Ok, ngon mà. Quá ngon mà. Ok, trời ơi. Và sau này bắt đầu mình mới tìm hiểu. Và mình thấy, nước mắm bò hóc đó nó vô cùng tuyệt vời. Nó ngon không thể tưởng các bạn ơi. Bạn chủ đình nó ngon không thể tưởng. Sắc lát thịt bò và chấm nhóm nấm bò hóc. Đúng rồi, nó ngon không thể tưởng. Cuốn thêm rau nữa, cắn rồi, nó ngon. Và thấy chưa? Nếu mà mình không sẵn sàng mình thử cái mới đó thì làm sao mình biết nó cái điều tuyệt vời đó. Các bạn vô ra điều gì là nó là chúng ta phải sẵn sàng gì? Thử cái mới. Đói bụng quá, đói bụng quá. Mình cũng đang đói bụng, mình vẫn chưa ăn cơm trưa. Sau khi là cái livestream này xong, mình mới ăn cơm trưa. Vậy thì mình tập trung vào đây. Chúng ta hãy làm một cái việc gì đó mới và hãy thử một cái gì đó mới. Ví dụ, trong các lớp học của mình hỏi là bao nhiêu bạn chưa bao giờ đi ra nước ngoài, giơ tay lên. Thì gần như 80% trong lớp là giơ tay lên chưa bao giờ đi ra nước ngoài. Mà thành phần trong lớp là thành phần gì? Là 25 tuổi đổ lên không? Chưa bao giờ đi ra nước ngoài. Mình mới nói rằng là ngay trong năm nay hãy lên kế hoạch đi nước ngoài, đi bất kỳ một nước nào đó, hãy đi. Đừng có để một cái gì nó rào cản mình hết. Hãy lên kế hoạch và chọn ngay một nước để đi. Để gì? Đơn giản. Cuộc đời hãy cho phép chúng ta trải nghiệm. Đừng có để gì ạ? Đừng có để mà chúng ta như thế nào
Chúng ta cứ ngồi một chỗ và cứ nên để ý, không có tiền, rồi sợ không nói ngoại ngữ, rồi cái gì cũng sợ, và chính cái nỗi sợ nó làm cho bạn giữ chân lại hết. Hãy làm một cái gì đó mới. Nếu hồi giờ bạn chưa ăn phở thì hôm nay hãy đi ăn phở. Nó ngon hay nó dở tính sau, hãy thử nó đi. Nó đúng hay nó sai tính sau, hãy thử nó đi. Đừng có để những cái gì, cái cũ nó giữ chân chúng ta lại. Hãy thử một cái mới. Đi nước ngoài ít đâu mà đi, ít là cái gì nhỉ? Không có tiền thì mượn tiền đi. Cứ cái câu này thì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Bạn hãy đọc cái bài viết mình sáng nay. Trong cuộc sống nó luôn có những cái mâu thuẫn. Chút xíu sau khi xem đoạn livestream này thì bạn hãy đọc cái bài viết của mình sáng nay. Mình viết trên Facebook của mình. Mình có nói về vấn đề của bạn. Ok chưa? Bài sáng hôm nay là mình nói là không từ bỏ và không thỏa hiệp đối với chính mình. Bạn nói cái câu mà tiền đâu để đi thì nghĩa là bạn đang thỏa hiệp với chính mình rồi. Không bao giờ từ bỏ và không bao giờ thỏa hiệp với trên mình. Hãy thử một cái mới, đúng sai tính sau. Đúng rồi. Ok chưa? Đừng bao giờ để cản trở. Hãy thử một cái mới. Hãy thử một cái mới. Ngay ngày hôm nay bạn phải làm một cái gì đó mới. Đừng có để nó cản trở mình. Không biết nói tiếng chuyện với họ thì làm sao? Thì chúng ta nói động từ tua, mình cũng đâu có biết nói tiếng đâu. Mình đến Campuchia, mình đâu có biết nói tiếng Campuchia đâu. Mình đến Nga, mình đâu có biết nói tiếng Nga đâu. Mình đã đến Nga rồi. Mình đến Myanmar, mình cũng đâu biết nói tiếng Myanmar đâu. Ok chưa? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Hãy làm một cái gì đó mới. Đừng có cản trở mình. Hãy đi ra. Hãy trải nghiệm những cái mới. Hãy ăn những cái mới. Hãy kết những người bạn mới. Hãy nói chuyện một cái câu chuyện mới. Đừng có cái gì đó nó cản trở mình. Ok chưa? Vậy thì câu hỏi ngay bây giờ bạn hãy viết xuống. Hãy viết xuống câu hỏi ngay bây giờ. Ngay ngày hôm nay bạn làm cái gì đó mới. Ghi xuống đi. Ghi xuống ngay bây giờ đi. Bản thân mình ngày hôm nay mình sẽ đọc một quyển sách mới. Ok, mình cam kết cho mình á. Ngày hôm nay mình sẽ đọc một quyển sách mới. Bạn hình dung ra điều này chưa? Hãy làm một cái gì đó mới ngay liền. Đừng bao giờ cản trở mình hết. Hành động ngay. Đừng có để nó moment mình. Các bạn thấy không ạ? Nhà mình có rất là nhiều sách. Ok chưa? Và ngay ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Mình sẽ đọc cái quyển sách này. Ok chưa? Và cái quyển sách này nó là một điều rất là tuyệt vời. Ok chưa? Cái quyển sách này đó, mình sẽ đọc cái quyển sách này. Mình sẽ cho các bạn xem tiêu đề quyển sách này nó là cái gì. Đây là tiêu đề của quyển sách Alex Ferguson. Dẫn dắt lãnh đạo chứ không quản lý. Đây là một ông huấn luyện viên nổi tiếng. Nếu bạn nào xem bóng đá thì các bạn biết. Và ngay ngày hôm nay mình sẽ đọc cái quyển sách này. Sau khi xem nói là chuyện bạn xong, mình sẽ đọc cái quyển sách này. Bạn on yoga điều này chưa? Và như thế nào? Cái quyển sách này do một bạn tặng mình. Ok chưa? Bạn đó là tên là bạn Phan Tấn Đồng. Ok chưa? Bạn tặng cái quyển sách này. Và ngay ngày hôm nay mình sẽ đọc cái quyển sách này. Hãy làm một cái gì đó mà... Ok chưa? Chúng ta đừng có hạn chế mình. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là bạn đã làm cái gì đó mới chưa? Ngay ngày hôm nay chưa? Hãy thử nó. Không đúng không sai, hiệu quả hay không hiệu quả, thử rồi mới biết. Thử nhiều lần rồi chúng ta sẽ trải nghiệm nó. Hãy ăn một nhà hàng mới, đúng rồi. Hãy thử một món ăn mới. Hãy đọc một quyển sách mới. Tất cả cái gì cũng được. Hãy làm một cái gì đó mới. Đừng có để chúng ta giới hạn. Khi mà chúng ta thử một cái gì đó mới là chúng ta gì? Chúng ta in the box. Chúng ta là chúng ta bị, chúng ta out the box. Chứ còn không là chúng ta cứ in the box hoài. In the box là ở trong cái hộp. Out the box là chúng ta thoát ra khỏi cái hộp của mình. Các bạn nhận ra điều này chưa? Làm một cái gì đó mới là chúng ta đang cho phép chúng ta gì? Chúng ta cho phép chúng ta nhảy ra khỏi cái hộp. Bạn nhận ra điều này chưa? Bạn em hỏi hôm nay đi làm đẹp có phải là làm cái mới không thầy? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bạn em là bạn nữ đúng không? Tuyệt vời. Thưởng cho mình. Yêu quý mình. Làm cho mình đẹp ra. Bạn lành đúng rồi.
bạn em nói rất là tuyệt vời. Tối nay khách hàng ở một nơi mới. Tối nay khách hàng ở một nơi mới. Ok, rất là tuyệt vời. À, đó là những câu hỏi rất là tuyệt vời. Bạn làm cái gì đó mới thì bạn comment lên để mà đọc. Bạn ngồi chỉ trong đó là tối nay khách hàng ở một nơi mới, rất là tuyệt vời. Chỉ có vợ vợ mới cũ thôi. À, ok chưa? No. Bạn Nguyễn Việt, Khoa Nguyễn Nhật, không phải vợ không có cũ. Hãy làm cho người vợ mình mới luôn. Bạn nhận ra điều này chưa? Nếu vợ mình lâu nay không đọc truyện thì hãy đọc truyện cùng chung với vợ, hãy làm cho vợ mình mới luôn. Ok chưa? Nếu vợ mình lâu nay không ăn cái món ăn ăn đó, đi lạc đường nữa thầy ạ. Ok, đi lạc đường cũng là tuyệt vời bạn Lạc ơi. Sợ nhất trên đời này là không chịu lạc đường. Những khi chúng ta đi lạc đường, chúng ta mới biết rằng chúng ta cần phải đúng đường. Nếu chúng ta không lạc đường thì cũng chúng ta cũng chả có cái khái niệm đường đúng. Vợ mới nguy hiểm. Ok chưa? Mình đâu có nói là vợ mới, mà mình nói nó như thế nào à? Mình nói hãy làm cho người vợ mình họ mới lên, chứ mình không có nói là vợ mới. Anh này đang suy diễn rồi, nhưng mà mình thích cái suy nghĩ cái suy nghĩ thú vị của các bạn. Ok, em đang đọc một quyển sách về công việc phi hành gia. Phi hành gia à? Bạn Yến Nhi đang đọc một cái quyển sách về phi hành gia. Ok, rất là tuyệt vời. Chắc là sau này bạn muốn lên Côn Trăng rồi. Ok chưa? À, em đang đọc cuốn Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi. Tuyệt vời. Cái quyển sách tuyệt vời. Quyển này mình chưa đọc. Bây giờ mình chưa bao giờ mà đọc. Nhưng mà mình nghe cái tựa đề mình thấy rất là tuyệt vời. Em sẽ làm bộ nhận dạng mới cho sản phẩm. Tuyệt vời. Chúc mừng bạn Kiên Giang. Bạn Kiên Giang làm mật ong Honey, chuyên bán về mật ong ở rừng U Minh. Các bạn liên hệ với bạn Kiên Giang để có mật ong. Thay điện thoại mới. Tuyệt vời. Mình cũng mới thay cái điện thoại mới đây. Cái điện thoại mình đang live stream với các bạn, đó là cái điện thoại iPhone 8 Plus. Ok, mình mới thay nó, hình như mới được 1 tuần. Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn Hùng Hoàng Trịnh, thầy phong độ quá. Ok, mình mình không có phong độ, mình là người rất là nhỏ con. Bạn hiểu chưa? Mình được một cái là mình hay tập thể dục, nên con người mình nó tràn đầy năng lượng thôi. Sáng nào mình cũng tập thể dục, còn phong độ thì ok chưa? Mình rất là bình thường thôi. Em đang thay đổi bằng cách đọc sách hình ảnh của bạn. Đáng giá triệu đô, rất là tuyệt vời. Những người như bạn rất là tuyệt vời. Hôm nay thầy live stream về năng lượng để mọi người làm việc đi. Ok chưa? Hôm nay, hôm nào thầy live stream về năng lượng để mọi người làm việc đi. Ok, mình sẽ có cái chủ đề này bạn Tuấn Cảnh ơi. Cái chủ đề này mình chia sẻ thì các bạn sẽ rất là tuyệt vời. Ok, cái cách làm sao để chúng ta có năng lượng, các bạn sẽ rất là tuyệt vời. Ok, mình sẽ chia sẻ cái chủ đề này. Các bạn làm cái gì đó mới thì các bạn comment ra. Em mới dẫn một người mới đi bán hàng. Tuyệt vời, bạn Toàn rất là tuyệt vời. Em đã giúp cho một bạn mới. Tuyệt vời, suy nghĩ em rất là tuyệt vời. Khi nào thầy về Hải Phòng ăn ba ba nhé thầy? Hải Phòng, à Hải Phòng, Hải Phòng, đúng rồi. Mình chưa bao giờ mà đi Hải Phòng, thì chắc chắn mình phải đi Hải Phòng thôi. Thầy tươi mới quá, ok. Bạn phải làm một cái gì đó mới, bạn đừng có khen mình mới. À, ok, vậy thì các bạn thấy rất là tuyệt vời. Em tung ra sản phẩm mới, ok, rất là bạn lo. Em đang đọc khóa học làm giàu, đúng rồi. Ok chưa, làm vậy để con người mình nó phát triển ra. À, bán hàng không lộ liễu thì làm sao? À, bán hàng không lộ không cái gì đó bạn đọc mình không đọc được. Ok, cảm ơn anh Duy chia sẻ. À, cảm ơn bạn Thiên Phú nhiều, rất là tuyệt vời. À, chào bạn So. Ok chưa? Về Cà Mau thầy ơi, Cà Mau mình có đi rồi, Cà Mau mình đã từng đi rồi. Em đang đọc quyển sách 13 nguyên tắc đầu, rất là tuyệt vời. Các bạn rất là tập trung và các bạn rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay bạn phải làm một cái gì đó mới, đó là nguyên tắc số 3. Hãy làm một cái gì đó đó mới. Thậm chí cái đầu bạn đang gì à? Đang có tóc này, cạo cho nó rộng tóc đi, cũng là tuyệt vời. Đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Ok, hãy làm một cái gì đó mới. Em đã đọc sức mạnh tiềm thức, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyên Vũ rất là tuyệt vời. Hàng ra em đang nghe thầy nói những câu rất mới. Ok. Bạn Hằng hãy làm một cái gì đó mới. Ok. Không live stream. Ok. Em mới có 3 đại lý bán hàng, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay em phải gặp đại lý bán hàng mới. Ok chưa? Chúng ta hãy như thế nào à? Hãy làm một cái gì đó mới.
Em đang đọc Đắc Nhân Tâm thôi, rất là tuyệt vời. Bạn hãy ăn một món ăn mới, hãy đi chơi với một người bạn mới, gặp một người bạn mới, làm một cái hành động đó mới, mua một cái hoa mới về chơi. Lâu nay chưa chơi hoa thì mua hoa về chơi, lâu nay chưa mua cá thì chơi mua cá về chơi. Ok chưa? Lâu nay chưa đi xem phim thì hãy đi xem phim đi. Rất nhiều cái mới. Chưa đi nước ngoài thì hãy đi mua nước ngoài. Tí em đi mua Việt Lót, rất là tuyệt vời. Bạn có ID rất là tuyệt vời. Sáng thầy cho em ăn năng lượng để làm mới lại tinh thần, rất là tuyệt vời. Nhưng mà bạn á, bạn hãy làm cái gì đó đó mới. Ok, hồi nãy giờ hai vậy là em đi cắt tóc mới thôi, đúng rồi. Ok chưa? Hôm nay em sẽ làm việc một cách rất là rõ ràng hơn, đúng rồi. Rất là tuyệt vời các bạn. Bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy thì bây giờ mình như thế nào mình chia sẻ với các bạn cái điều thứ tư. Cái điều thứ tư, hồi nãy chúng ta đã ba điều rồi, bây giờ tới điều số mấy các bạn ơi? Điều thứ tư, các bạn lấy viết, các bạn ghi ra điều thứ tư. Ok, điều thứ tư: chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Rất là tuyệt vời bạn Tuyền Suka ơi, rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn rất là nhiều. Điều thứ tư các bạn, điều thứ tư hãy lấy giấy viết ghi ra. Còn bạn nào không có giấy viết thì các bạn hãy comment lên này liền. Và bây giờ mình xem thử, mình ngồi mình view, mình xem thử là các bạn đã chia sẻ được bao nhiêu cái live stream của mình rồi. Các bạn chia sẻ ra, ok, càng chia sẻ được nhiều bạn thì chúng ta 107 các bạn ơi, 107 mới có 107 cái chia sẻ. Bây giờ làm sao các bạn chia sẻ nó lên? Các bạn giúp cho nhiều người mà. Qua Tết thầy tổ chức khóa marketing vào buổi tối cho mọi người đi làm thuê đi thầy. Ok chưa? Mình sẽ có những cái live stream. Vừa rồi mình live stream về bán hàng Tết thì mình mới có một cái live stream. Còn phần 2 và phần 3 về bán hàng Tết nữa. Thì mình sẽ live stream về cái bán hàng Tết sang tuần. Tối thứ hai tối mình sẽ live stream về bán hàng Tết. Ok chưa? Các bạn nhớ cố gắng. Vừa rồi live stream về bán hàng Tết mình đã live stream cái phần 1 rồi. Tối thứ hai này mình sẽ live stream cái phần 2. Và tối thứ ba tuần sau nữa mình sẽ live stream cái phần 3. Ok, các bạn theo dõi cái live stream về bán hàng Tết thì các bạn sẽ bán được rất là nhiều hàng. Và bây giờ các bạn đang giúp mình bấm vào cái nút chia sẻ. Các bạn thấy ở trên Facebook, ở trên Facebook nó có cái nút chia sẻ. Các bạn thấy không? Nó có cái nút chia sẻ này các bạn thấy không? Nó có cái nút chia sẻ này, cái nút chia sẻ này. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ thì nó chia sẻ về cái trang nhà bạn và sẽ được rất là nhiều người theo dõi. Chúng ta điều này cho nó sẽ rất là nhiều khai theo dõi. Các bạn sẽ giúp cho cái live stream này rất là nhiều người. Thầy ơi, nãy giờ em nghe điện thoại trong công việc, em chưa nghe được điều thứ hai và điều thứ ba. Ok, bạn hãy review lại. Bởi vì mình không thể kịp nhắc được, bạn hãy review lại. Các bạn giúp mình chia sẻ ra, ok chưa? Mỗi người một chia sẻ thôi, nó lên rất là nhanh. Có những bạn ghi ra nè, như bạn Đỗ Thị Thúy An nè, bạn ghi ra nè. Có những bạn ghi ra rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi, điều thứ tư: ngưng hẳn một việc gì đó không hiệu quả. Ok chưa? Bạn hãy ngưng hẳn. Hồi nãy, ngay từ đầu mình đã nói với bạn rồi, chúng ta không tiết kiệm thời gian được. Bạn và Bill Gates đều có quỹ thời gian như nhau. Bạn hiểu ra điều này chưa? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta không tiết kiệm được thời gian, mà chúng ta chỉ sử dụng thời gian cho nó hiệu quả hơn thôi. Vậy thì điều số 4 là gì các bạn ơi? Điều số 4 là gì? Ngưng ngay một việc không hiệu quả ngay trong hôm nay, đó là việc gì? Bạn hình dung chưa? Ngưng ngay một việc không hiệu quả ngay hôm nay, đó là việc gì? Bạn gơi ra. Vậy cái việc gì không hiệu quả trong hôm nay bạn cần phải ngưng lại, đó là việc gì bạn ơi? Ok chưa? Mình đã ngưng bản thân mình lâu nay, mình ngưng ngay cái việc gì? Cái việc chạy xe máy. Và mình bán luôn cái chiếc xe máy của mình. Mình không dùng đi xe máy nữa. Và rất là tuyệt vời. Bắt đầu từ đó đến giờ, mình không bao giờ xuống nhà giữ xe nữa, không bao giờ xuống hầm giữ xe nữa. Cứ ra đường, mình cũng không bao giờ bị kẹt xe nữa. Và mình cũng chả bao giờ lo lắng ra cái xe nữa. Cứ đi ra đường là mình bắt xe, mình book taxi, mình không đi xe máy nữa. Ok chưa? Và cái việc đó nó rất là hiệu quả. Đi đường đó, ai đó lái,
Ngưng đọc báo lá cải rất là tuyệt vời. Ngưng việc thức khuya rất là tuyệt vời. Thầy đi ô tô. Và mình như thế nào ạ? Mình vừa đi, mình vừa suy nghĩ, mình vừa quan sát chung quanh, mình vừa tìm hiểu, và tự nhiên mình thấy nó vô cùng hiệu quả. Và mình không bao giờ mình mất thời gian đi gửi xe, đi giữ xe, đi xuống nhà xe. Ok chưa? Mình ngưng đi những cái việc đó liền, những việc không hiệu quả. Thì chúng ta hãy ngưng đi. Lướt Facebook nhiều quá cũng ngưng đi. Bắt đầu từ hôm nay, mình cũng hay có thói quen là mình lướt Facebook hơi bị nhiều. Thì bắt đầu từ hôm nay mình cũng ngưng cái việc lướt Facebook đi. Bởi vì nó không hiệu quả. Cũng lướt chứ không phải không lướt, mà lướt ít hơn. Trước đây mình cũng ngưng cái việc gì, check email đi. Mình cứ dồn hết 1-2 ngày mình mới check email một lần. Bây giờ mình cũng sẽ dành thời gian mỗi một ngày mình check Facebook khoảng 2-3 lần thôi. À, các bạn chưa? Và mình ngưng với gì nữa? Ngưng nói chuyện những cái bạn không hiệu quả. Bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là bạn gì à? Hôm nay bạn ngừng cái gì? Bạn ngừng cái gì? Ok chưa? Ngừng lướt Facebook sao livestream được chú? Ok chưa? Mình đã nói mình đâu có ngừng lướt Facebook. Mình nói là mình hạn chế lướt Facebook, một ngày mình chỉ check Facebook 2-3 lần thôi. Bạn nghe chưa rõ, lướt phải nhiều mới biết thầy like được chứ. Ok chưa? Mình sẽ công bố giờ. Mình sẽ công bố giờ rất là rõ ràng. Và đúng cái giờ đó các bạn lướt thôi. Bạn ăn bằng lướt Facebook mấy cả ngày thì nó phí thời gian các bạn. Live stream hiệu quả nên live stream nhiều đi thôi. Mình live stream một tuần khoảng từ 3-4 lần. À, để cho các bạn biết. À, và để động viên mình live stream thì các bạn chia sẻ cái đoạn live stream của mình ra cho nhiều bạn. À, thì mình thấy cái sự lan tỏa tốt thì mình sẽ live stream. Bây giờ là 174 bạn chia sẻ rồi, thì bây giờ mỗi người chúng ta, các bạn chỉ cần bấm một cái chia sẻ thôi thì tự nhiên cái chia sẻ nó nhiều ra và nhiều người biết đến. À, thì tự nhiên mình rất là vui, mỗi người cống hiến một chút xíu. À, giờ này mình vẫn chưa ăn trưa, hình như là 12:30 rồi, thời phải. À, vậy thì rồi bây giờ bắt đầu. Đúng rồi, đi bộ tốt cho sức khỏe rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ nè, bạn ghi ra nè, những cái điều mà nói nè, quy luật nè, ghi vô ra nè, ngừng hẳn gái đẹp thầy ơi. Bạn rất là vui tính, ok, bạn vô cùng vui tính, ok chưa? À, vậy thì bây giờ các bạn phải ghi ra nè, bạn không thể tiết kiệm thời gian, bạn chỉ dùng nó khác đi thôi. Bạn hình dung chưa? Hãy ghi nó ra. Em chia sẻ cho bạn em quá trời luôn. Rất là tuyệt vời bạn Tuấn Cảnh. Hãy chia sẻ cho những người bạn của mình. Hãy tách họ vào. Ok chưa? À, để gì à? Để giúp cho họ thay đổi đi. Các bạn biết cái tư duy mà nó thay đổi. Cái tư duy nó thay đổi nó tuyệt vời lắm. Và thế là cái cuộc đời họ nó thay đổi theo. Bạn ghi ra. À, bạn chỉ có thể dùng nó khác đi thôi. Vậy thì để thay đổi cuộc sống, chúng ta phải làm cái bài tập này. Bạn nên làm điều gì nhiều hơn? Ghi câu số nhất. Câu thứ nhất, bạn nên làm điều gì nhiều hơn? Câu số 2, bạn nên làm điều gì ít hơn? Câu số 3, bạn nên bắt đầu việc gì đó mới? Và câu thứ 4, bạn nên ngừng hẳn việc gì? Ok chưa? Vậy thì hôm nay mình đã chia sẻ cho bạn bốn cách để chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Và bạn tập trung vào cái năng lực, tất cả đều phải tập trung vào năng lực kiếm tiền. Bạn Trần Lê ơi, mình là người nói cà lâm từ nhỏ. Ok chưa? Bạn Trịnh Công Thành, bạn nói bạn ngưng nhậu, bạn rất là tuyệt vời, bạn vô cùng tuyệt vời. Ngoại ngữ thầy ơi. À, vậy là tập trung học ngoại ngữ, tuyệt vời. Bạn Tam rất là tuyệt vời. Ok chưa? Hãy làm một cái gì đó mới. Hãy quyết tâm làm một cái gì đó mới. Bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy thì hồi nãy giờ mình live stream đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ mình cũng phải ăn trưa chuẩn bị cho buổi chiều. Buổi hôm sau các bạn có muốn mình chia sẻ cái chủ đề tư duy nền tảng từ số 0 không ạ? Các bạn muốn mình chia sẻ cái chủ đề này không ạ? Các bạn có muốn mình chia sẻ cái chủ đề tư duy nền tảng từ số 0 không ạ?
Nền tảng là từ con số 0 là sao ạ? Ai cũng có cái giai đoạn chúng ta từ con số 0 hết, chúng ta hoàn toàn không biết gì nói hết. Hôm sau mình sẽ live stream với các bạn tư duy nền tảng từ con số 0. Bạn nào có thì ghi xuống. Tư duy nền tảng là con số 0 là như thế nào? Là ai trong chúng ta cũng bắt đầu từ con số 0 hết. Chúng ta không tiền, không có kinh nghiệm, không có kiến thức. À, rồi chúng ta thất bại về 0. Vậy thì cái cách tư duy nền tảng từ con số 0 để chúng ta đi lên nó là như thế nào? À, ok chưa? À, nó là, đó là cái yếu tố. Hôm sau mình sẽ live stream cho bạn về cái chủ đề này. Và tối thứ hai tuần sau khoảng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ, mình sẽ live stream cho các bạn cái chủ đề là phần 2 của cái chiến lược kinh doanh Tết. À, và các bạn quan tâm thì các bạn gõ xuống và các bạn thấy là điều này rất là tuyệt vời. Và bạn phải cam kết với mình rằng là 4 điều: làm cái gì đó nhiều hơn, làm cái gì đó ít hơn, làm cái gì đó mới và ngưng làm cái gì đó không hiệu quả ngay trong ngày hôm nay. Chứ chúng ta không được quên cái bài tập này của mình. Bạn nghe xong rồi từ lỗ tai này nó qua lỗ tai này, chút xíu bạn quên hết, không được. Hãy làm một cái gì đó mới và phải hiệu quả. À, và cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái live stream này. À, hôm sau, ngày mai là một ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật, mình đứng lớp từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối cho một cái chương trình học rất là đặc biệt, đó là làm chủ doanh nghiệp. À, và nếu mà buổi tối về mình rảnh thì mình live stream tiếp. Tuy nhiên trong ngày đó đứng lớp, lúc nào mình thấy thuận lợi là mình sẽ live stream lớp học cho các bạn xem. Tối nay lúc 8 giờ tối, lúc 18 giờ tối nay tại trung tâm hội trường của B-Training sẽ có 80 bạn đang ngồi chờ sẵn mình rồi. Mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái lớp học làm sao để chúng ta ra khởi nghiệp, 8 bước để chúng ta ra khởi nghiệp từ 0 đồng. Các bạn thấy đây này tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. À, và nếu các bạn nào có bạn bè mà đang khát khao ra khởi nghiệp và nó còn lăng tăng, nó nói ra khởi nghiệp nó cần phải có nhiều tiền, nó nói nó không có thời gian, thì các bạn hãy inbox những người bạn đó cho bên mình số điện thoại, thì kéo các bạn đó đến lớp, các bạn đó sẽ tư duy thay đổi ngay. Lớp này, cái lớp buổi tối nay là hoàn toàn miễn phí. Không học được buổi tối nay thì chúng ta học tuần sau miễn phí, không lấy bạn đồng nào hết. À, các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời mà. À, muốn biết học ở đâu thì bạn inbox vào cái Facebook của mình, rồi các em nó sẽ chia sẻ cho các bạn. À, bạn nào ở xa mà không đến lớp được thì các bạn mua cái quyển sách của mình, quyển thứ nhất Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người mình sẽ lại Vượt Biển Lớn, ok chưa? Cách đi lên của người khởi nghiệp từ Nam Su, tác giả là mình. À, bạn nào giỏi tiếng Anh thì bạn mua cái quyển sách Beyond the Way, ok chưa? Cái quyển sách này có đang bán trên Amazon, ok chưa? À, và à, cái quyển sách tiếp theo của mình là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn nào ở xa thì các bạn inbox cho mình để mua cái quyển sách này. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã dành cái thời gian buổi trưa, các bạn không ăn cơm mà các bạn theo dõi live stream của mình. Mình cũng chưa ăn cơm luôn. À, sau live stream này mình mới ăn cơm và mình bắt đầu cái buổi chiều hôm nay. Công việc buổi chiều hôm nay rất là tuyệt vời. Bye bye các bạn. Chúc bạn một buổi tối, một buổi chiều thứ sáu và những ngày cuối tuần rất là tuyệt vời. Ngày tối nay và ngày mai bạn nào đi học cái lớp làm chủ doanh nghiệp thì các bạn lại gặp mình tiếp. Rất là tuyệt vời. Bye bye các bạn nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.